Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái việc sketchbook ký họa những cái dáng người và thường thấy và cơ bản trong tất cả các sinh hoạt hay là trong những cái tranh, kể cả tranh phong cảnh hay là diễn họa kiến trúc, chúng ta đều sẽ gặp. Khi mà có con người vào trong đó, chúng ta sẽ giống như có một cái vật thể để mà điểm mốc, để mà so sánh về chiều cao, độ lớn, hoặc là làm cho bức tranh mình trở nên sinh động hơn. Dĩ nhiên không phải chỉ là những cái con người giống như những con mannequin đứng thẳng có một vị trí, chúng ta có thể thao tác bằng cách vẽ thì cho những con người đó trở nên động hơn. Ví dụ như đang di chuyển nè, đang sải bước nè, đang đứng lại đọc sách và những làm thao tác khác, chứ không phải lúc nào cũng đứng cứng đơ như vậy ha. Thì cái việc đó nó cũng củng cố thêm một phần cái kỹ năng của mình và là một cái việc cần thiết. Rồi, bây giờ bắt đầu ha. Một trong những điều quan trọng nhất khi mà vẽ bất cứ gì, các bạn cũng nên xác định được một cái trục. Trục ở đây coi như là chúng ta xác định được cái chiều cao lớn nhất của cái con người mà mình muốn vẽ, cái hình vẽ mà mình muốn vẽ. Đó là nó sẽ không vượt qua được cái phần đó, hoặc là mình chừa một khoảng trống ở bên đây để cho phụ kiện, hoặc là những cái gì đó, những cái ước định của mình khi mà mình muốn vẽ thêm vào thì mình hãy chừa khoảng trống cho nó sao cho phù hợp đó. Và cũng tập khống chế lại cho bản thân. Chứ con người thành hai đoạn để đạt được một cái hình thể nó mảnh mai và xinh xẻo thì chúng ta chia cái đoạn này ra thành hai đoạn, và đoạn từ bên đây lên tới bên đây vẫn chia thành 4 phần. Vị trí đầu tiên của chúng ta là vị trí đầu á. Đó. Vậy nên tính vị trí ra một con người có khoảng 8 đầu là đạt được cái hình thể khá là cân đối. Đấy. Và cũng dễ dàng chia hơn. Đó. Nó là một cái mực để dễ dàng chia và nắm bắt hơn. Rồi. Khi mà chúng ta vẽ toàn bộ con người á, thì cái vật quan trọng bây giờ không phải là từ đầu vẽ, từ vẽ từ phần đầu trở xuống nữa, mà chính là phần thân. Phần thân bao gồm nè, phần vai nè, xuống eo nè, và phần đáy háng, cái phần cuối, phần thứ tư này coi như là một cái phần đáy háng nhá. Rồi, phần đáy háng đây tiếp tục là cái phần chân. Về chân, nếu mà vẽ theo cái phương pháp đơn giản thì nó gần giống như một cái phần củ tỏi và đùi gà đó các bạn. Cái phần trên nở ra, căng tròn, và cuối cái phần dưới nó bé lại, thắt lại ngay vị trí đây, đầu gối. Và sao? Xương chân, bắp chân, bàn chân. Đấy ha. Là chúng ta để ý những cái điểm mà chỗ vận động của con người á, những cái chỗ mà có thể xoay hoặc là gập lại được, giống như là cánh tay nè, cái phần nách nè, cổ nè ha. Nhưng mà chúng ta chưa vẽ ra thì chúng ta quan tâm tới những phần khác, ví dụ như nách nè, eo nè, eo vốn có thể xoay được ha. Phần bàn háng ha. Rồi, ngay phần đầu gối và biểu chân đó, chính nó làm chúng ta linh hoạt hơn. Chân ở mé bên đây, khi mà người này đang di chuyển thì sẽ có một cái chân trụ, và cái chân trụ này thường nằm trên cùng một đường thẳng, là cái trục nối giữa cái xương đòn này kéo thẳng xuống mặt đất, vuông góc với mặt đất, và nó thường đi qua cái khuỷu chân của cái chân trụ đấy, và cái chân còn lại sẽ bước đi. Do chịu ảnh hưởng của phối cảnh nên nó sẽ nằm ở phía sau, đang giơ cao lên, và nó nằm ở phía trên đấy. Hình dạng của nó ra sao?
Đùi thì cũng gần tương tự vậy ha. Đầu gối chúng ta có thay thành một cái hình tròn để dễ dàng nắm bắt nó. Sau đó chân, chân của chúng ta hơi cong, vốn hình dạng của xương và nhóm cơ ha. Toàn bộ cái cơ thể này nè, toàn thể bộ cơ thể của chúng ta cũng vốn là thường được miêu tả giống hình chữ S đó. Cái xương sống của mình cũng vậy, nó cong để nó cân bằng lại mọi thứ ha. Đồng thời vẫn đảm bảo được hoạt động. Và khi cái khớp chân của chúng ta ở đây nó cũng hơi cong nhẹ vào phía bên trong. Đấy, đấy là đặc tính của cơ thể chúng ta. Nếu mà bạn thấy quan sát ở ngoài đường có nhiều bạn có hình thể đẹp đó, mà bằng đồ hơi ôm ôm xíu đó, thì chúng ta có thể quan sát đó, phần mông đưa ra nè, phần vai đưa ra nè, phần ngực đưa ra nè, và thắt lại phần eo. Và tiếp tục uốn cong phía dưới, phần đùi trên nở ra và thắt lại ngay đầu gối. Sau đó lại nở ra dần ở ngay bắp chân và thắt lại ngay khuỷu chân. Đó là đặc tính của mình. Vì mình chỉ cần để ý một xíu là được. Và bàn chân ở đây chúng ta thể hiện hơi cong nhẹ, bắp ở phía sau nở ra, thắt bàn chân đó. Và khi mà vẽ cái họa chúng ta không cần phải vẽ quá chính xác về hình dạng tay chân bắp hay gì cái kiểu. Chúng ta để thực hiện nhanh những đó. Cơ thể con người thì chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều cái từ khi mà chúng ta bắt đầu có nhận thức, nhận biết được mọi thứ xung quanh đó, thì chúng ta đã thấy rồi. Nên về hình dung á, khi mà vẽ một cái dáng người ra, vẽ đại khái, đầy đủ, thì người ta đã nhận biết đó là con người hay không rồi không? Rồi, phần chân khi dở lên, cong nhẹ lên, hơi đưa ra. Chân ở đây mình giá hơi nghiêng xíu nữa ha, thấy không? Và từ cái trục chân ở đây kéo thẳng về phía cái trục từ trên kéo xuống, hơi nghiêng nhẹ vào đây, chân ở đây là cái vị trí nằm ở phía sau, nên mình sẽ đánh một lớp để cho nó tối xuống, giống như là đang di chuyển, một chân bước về phía trước, một chân kia đang lấy đà để bước lên. Về tay, hai vai, chỗ này cũng là những chỗ lưu ý để mà xác định cái nhân vật của mình. Xác định luôn giới tính hoặc là cái hình dạng của nhân vật đó. Ví dụ như nhân vật này là nhân vật đô con, thì chúng ta có việc nở rộng cái phần vai này ra ha, phần bắp eo. Là nhân vật nam, cánh tay ha. Và cái khớp tay, cái khuỷu tay ngay đây nè, thường nằm gần ngay vị trí eo của người. Cổ tay thì thường nằm gần vị trí cuối đáy háng, nó có vị trí gần bằng nhau. Lưu ý là mọi thứ đều là tương đối ha, không phải cái nào cũng là tuyệt đối đâu. Đây là chúng ta đang vẽ một cái hình dạng của người trưởng thành. Đấy, tay thả ra, tay thả ra, và hình dạng cổ. Nghe không? Đây là một con người, vậy cũng là một con người rồi. Rồi sau đó khi mà nhân vật của mình á, mình muốn thả cái nhân vật đó ra theo hình dạng nào? Ví dụ như muốn là nhân vật nữ, tóc sẽ lớn hơn sọ đầu một xíu, thì chúng ta có thể phủ qua một lớp đen như vậy, tóc dài hoặc là thắt bỉnh hơn đây ha. Màu tóc tương đối tối hơn so với cái màu da hoặc là quần áo trên cơ thể. Ở đây thì chúng ta không cần vẽ mắt mũi miệng đâu, tại vì hình dạng của nó quá nhỏ và dạng sketch nhanh á, nên các bạn không cần phải diễn tả đặc lợi cái mắt mũi miệng, mà chúng ta quan trọng hơn là diễn tả lại cái hành động, cái dáng dấp bên ngoài là cái chúng ta muốn nắm bắt và cái mà chúng ta muốn học hỏi. Còn về vẽ gương mặt thì chúng ta có thể lựa những bức ảnh chân dung để vẽ mà học tập lại, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi về cái quần áo này chẳng hạn, sau khi có cái khung xương này rồi, con người nè, chúng ta vẽ quần áo vào.
ví dụ như bỏ áo vô quần chẳng hạn. Áo sơ mi tay, rồi ở đây quần ống ôm chẳng hạn. Vậy nhé. Rồi, nếu mà ở đây quần áo vị trí nào mà nó sáng hoặc tối, chúng ta có thể đánh một ít khói lên. Vậy nhé. Ví dụ như vậy. Đấy. Đấy là một nhân vật rồi. Đấy là nhân vật đang đi dáng thẳng đi về phía trước thôi. Còn những thứ khác thì chúng ta vẽ như thế nào? Vẫn vậy, vẫn đảm bảo cái đặc trưng đó. Ở đây có những dáng người mà mình đã vẽ trước đó. Thật ra là đã chuẩn bị cái clip trước đó rồi, nhưng mà phát hiện là đang quay giữa chừng nó hết dung lượng rồi. Đấy, khi mà chúng ta kết hợp với lại túi xách và đồ dùng. Làm như thế nào? Dáng đi, bước lên phía trước. Dáng sải chân. Dáng đứng một chỗ. Rồi. Vẫn vậy, xác định được độ lớn mà mình muốn vẽ đó, giới hạn đó, xác định phần phần giữa, đó, xác định phần đầu phần vai. Ví dụ như nhân vật này đang bước về phía trước, mình sử dụng một cái hình gần giống hình ngũ giác như thế này để tả phần thân trên. Thật ra là bao gồm cả phần đái háng và ống đây nữa, phần eo ngay tương đương gần với phần này nè. Rồi chân này đang sải về phía trước chợt hẳn. Bước chân thậm chí đang bước về phía trước. Về góc độ chúng ta có thể thấy được cả cái đế dài ở đây rồi, còn cái chân còn lại sẽ là chân để về phía sau đấy. Rồi lưu ý ở đây nha, có nhiều bạn thường sai chân ở phía sau, tức là chân nằm ở phía xa hơn so với mắt nhìn của mình. Tùy theo quy luật gần rõ xa mờ, gần đậm xa nhạt nè, gần lớn xa nhỏ nè. Khi mà nhỏ hơn thì chân ở mép bên đây tương tự cũng sẽ ngắn hơn so với chân ở bên đây, chân gần mắt mình, chân ở phía xa nhỏ hơn. Thì gần mắt mình thì sẽ nằm gần với mép giấy hơn, nằm phía sau hơn. Khi mà nằm phía xa thì nó nằm ở phía trên. Rồi, được chưa? Chúng ta mới đảm bảo quy luật đó hơn. Với chân trước chân sau như thế này thì đó là một cái điều lưu ý đáng chú ý. Nếu mà hai các bạn cứ tiếp tục vẽ hai chân này nằm ở vị trí bằng nhau, giống như là hai chân đang bắt chéo vào nhau vậy đó. Nó không có không gian, nó không có trước sau thì sẽ cảm giác nó cứ lỗi lỗi mà mấy bạn không biết tìm tìm phương pháp ra để thích hợp hơn. Rồi mình vẽ tiếp nhé. Với phần vai, cánh tay bên đây thì đang thả lỏng, không có gì đặc biệt. Ở đây mình thể hiện cái đường cắt ngang đây giống như cái khuỷu tay vậy đó. Đấy, cánh tay đang xếp. Rồi cánh tay bên kia thì sao? Thấy nãy giờ người đi đường cầm túi xách này kia không? Giờ mình cho nhân vật này cầm dù ha. Vì khi mà cầm nắm cái vật thể thì chúng ta nên vẽ bàn tay trước. Bàn tay đó đang cầm ở vị trí nào như thế này, ví dụ như cầm dù. Đấy. Ở đây bị hạn chế khúc trên, mình cũng không muốn cái hình của mình nhỏ quá nên mình vẽ cái cán dù tới đây thôi ha. Đây. Rồi,
Từ vị trí tay cầm này, chúng ta mới vẽ ra những cái biểu tay chẳng hạn, nối vai ở đây. Ở đây đã bị khuất bởi biểu tay nên chúng ta không thấy phần vai. Rồi. Như vậy sẽ mang được cái tính hợp lý lớn hơn cho cái hình vẽ của mình. Thay vì mình bắt đầu vẽ biểu tay ở đây trong khi biểu tay ở đây đã bị che rồi. Sau đó vẽ cánh tay ở đây thì quá nhiều nét để chồng lên, dẫn tới cái hiện tượng bị rối. Đầu mình tạo hình phần tóc ở đây đó, cỡ như một nhân vật nữ chẳng hạn. Tóc tối xuống đấy, cổ áo gồm áo khoác nữa nhé, khoác kéo xuống đây. Không phải mấy bên đây. Đấy. Rồi áo khoác này là loại dài tay phục hết. Tới cổ tay của nhân vật này luôn. Và màu của nó là màu tối. Mình đánh xuống rồi. Ví dụ như anh đây có mang một cái túi sách nữa, mình sử dụng màu bút đậm hơn. Đấy, đấy là cách vẽ một cái dáng người đơn giản. Và còn cái quần thì sao? Đó. Ví dụ như ở đây có nếp gấp thì mình vẽ cái nếp gấp vô. Quần thì sao? Quần thì nếu mà quần không phải ống ôm giống như ở đây nữa, là một cái quần ống rộng đi. Đi bước về phía trước, vẽ ra đấy. Rồi màu quần có đậm hay nhạt hay gì đó chúng ta phủ qua sao cho phù hợp. Thấy chưa? Đấy. Còn với dáng một người ngồi thì thế nào? Vẫn vậy. Nhưng mà anh đây có yêu cầu nữa. Đấy là ta ngồi trên vật thể hay là ngồi tự với bản thân, hay là ngồi với mặt phẳng nào, mặt phẳng đó cao hay không, mặt phẳng đó cao bao nhiêu so với cái cơ thể đấy thì chúng ta phải xác định được trước. Ví dụ như người ngồi trên cái khối này và ông ta đưa chân ra ngay vị trí này, không hơi xéo nhẹ xuống, mình rút ngắn cái khối này xuống phần thân đấy, vai đấy. Đấy là những cái cơ bản nhất. Sau đó sao nữa? Cái quan trọng là chân nè, có thân rồi, liên quan tới chân nè. Đấy, bàn chân. Chân bên kia đang giữ cao hơn. Nhưng mà sao, vừa mới nói là chân ở mé bên kia sẽ nằm ở vị trí cao hơn so với chân ở đây. Tức là khu vực này, khu vực ở phía xa sẽ tối xuống. Hay không? Rồi, tay thì thế nào? Ngay vị trí phần eo này nè, người này đang ngồi hơi gập xuống, phần eo thả xuống, cánh tay. Đấy, cánh tay bên kia bị khuất đi. Và chúng ta bắt đầu tới phần ngực. Đấy, phần đầu. Cái mũ chẳng hạn, tóc râm,
Rồi, khi có dáng hình rồi, chúng ta bắt đầu vẽ quần áo vào thử. Không nhất định các bạn phải tự vẽ ra hết những cái này đâu. Tốt nhất đó, nên tìm cái dáng phù hợp, dáng mà mình cần chẳng hạn. À, mình nghĩ là trong lúc vẽ mình sẽ cần gặp những cái dáng đó đó. Mình tập mình vẽ lại bằng những, đầu tiên là kẻ trục ra, xác định độ lớn của nó. Rồi sau đó xác định được những cái đường giữa. Rồi tập vẽ lại thôi. Thân người ở bên trong rồi mới trồng quần áo ha. Tập nhìn sâu vào mé bên trong. Đừng có bang bang vô vẽ quần áo rồi mới mốt bị đánh lừa bởi những bộ quần áo đó. Rất là khó thấy mé bên trong là cái gì. Nếp đắp ở quần ở đây. Đây. Đấy, đấy là một con người rồi. Đó là mừng bút chì thôi, bút kim cũng tương tự thôi. Mình kẻ sọc những đường này đó. Đó là muốn vẽ làm sao? Là ví dụ nhân vật này bận cái áo trắng nên có sọc ngang chẳng hạn, thì hôm nay mình thể hiện thôi. Mình vẽ ra quần áo xong rồi mình thêm sọc vào. Đấy, đơn giản phải không? Đó. Đó là những gì chúng ta chỉ việc quan sát và ghi lại thôi. Rồi, giờ chơi đời khó hơn xíu nè. Ví dụ như một nhân vật và một nhân vật khác. Lượng tương tác giữa hai nhân vật và kích cỡ của người đó trong cùng một cái hình sẽ khó hoàn toàn hơn việc mình vẽ đơn giản một cái hình riêng lẻ. Tại lúc đó mình còn tương tác với cảnh vật xung quanh nữa. Chúng ta phải nhìn kỹ và quan sát kỹ nha. Ví dụ như mình xác định đây là một cái nhân vật trưởng thành và một cái nhân vật nhỏ. Vâng, độ lớn của nhân vật trưởng thành như vậy. Rồi, nhân vật trưởng thành đang đi về phía trước. Đó, mình xác định được phần háng đây thì mình biết mình gắn chân vô vị trí nào. Đó. Và giữa đoạn chân ở đây, tức là đầu gối của mình. Nhưng mà không bước thẳng, mà bước nhẹ. Đang sải bước, chân còn lại sẽ bị thả ra phía sau. Rồi như mới nãy nói rồi đó, chân ở phía sau thì sẽ nằm cao hơn chân ở phía trước. Rồi sau đó cánh tay thì sao? Khó hơn nữa là cánh tay đang tương tác với một cái nhân vật khác, thì chúng ta phải vẽ lại trái ra cánh tay. Đang nắm tay. Rồi giờ chúng ta vẽ cái nhân vật nhỏ hơn. Ok đây. Cũng đang cố gắng bước theo cái nhân vật phía trước. Ha. Thì anh đây giữa thân, anh đây chân. Giữa cái phần chân này sẽ là đầu gối. Nhân vật này đang đi phía trước nhân vật này, gần với mắt của mình hơn. Nên những cái bước chân hay gì đó, cái vị trí đặt chân gì nè, có thể chiều cao của nhân vật nhỏ này không bằng chiều cao của nhân vật lớn. Tuy nhiên về cái phương diện là gần mắt mình hơn thì nhân vật nhỏ này sẽ nằm ở phía gần tờ giấy hơn. Bước gấp gáp hơn nè. Đấy, đang dở chân cao hơn. Rồi, cánh tay ở đây tương tác với cánh tay ở đây. Và mình quan sát thấy thì cái độ cao của cánh tay ở đây thì chỉ cần thả lỏng cái phần vai tới ở đây là có thể nắm được rồi. Đấy, tay ở đây
Em nhớ lên. Rồi, mình thử tới cái phần đầu của nhân vật này. Do hai nhân vật này đi cùng với nhau thì nó tương tác lẫn nhau, ví dụ như là đang quay mặt về hướng này, đang nói chuyện với nhau. Đó. Nhân vật này cũng đang ngửa mặt lên để giao tiếp với nhân vật kia. Khi mà vẽ phần đầu chúng ta không cần phải chú ý quá câu nệ về cái mắt mũi miệng. Quan trọng là phần giữa mắt này đánh dấu một đường và cái hướng của gương mặt nó quay đi. Trục cổ nè sẽ thể hiện. Rồi, bây giờ đó là toàn bộ cái khung của mình. Khi mình thể hiện cái giới tính của nhân vật này qua tóc tai và quần áo ha. Phần tóc dài. Là nhân vật nữ. Sau đó gồm cái áo khoác ngắn chẳng hạn, phần ngực, cái áo khoác mé bên kia, cánh tay mé bên kia nếu thấy. Rồi cái độ phùng của áo khoác này, rồi phần thân trên đấy, rồi quần áo. Trong lúc này chúng ta cũng có thể sửa luôn những cái mà nãy mình vẽ chưa chính xác để phù hợp với cái hình ảnh hơn, làm cho nó đẹp hơn đấy. Nè, chân mé bên kia ha. Nên ở đây thì chúng ta có thể cho nó tối lại. Rồi. Rồi, bắt đầu tới nhân vật nhỏ hơn. Ví dụ như phần tay, phần tóc. Kiểu quần áo khoác ngoài, cái cánh tay rộng, áo rộng, rồi quần ở đây. Có nếp gấp ngay chỗ ngay vị trí cái khớp động nè. Rồi quỳnh phía bên kia đấy, nó dài chẳng hạn, nó dài thì sẽ lớn hơn cái bàn chân khá là nhiều. Bên đây cũng vậy, mình sẽ sửa lại thành đôi dài. Mới nãy là vẽ kích cỡ của một cái bàn chân người bình thường thôi, khi mang về thôi thì cả bàn chân sẽ lớn hơn đấy. Rồi đó là về những cái cơ bản nhất để vẽ một cái hình tượng con người các bạn theo dõi ha. Dùng để ký họa sketch là bắt hình ảnh nhanh của những cái nhân vật đó, nên chúng ta phải hiểu rõ về một số cái cách hoạt động của cơ thể con người, chứ không phải cứ đăm đăm đi vào quần áo hoặc là mặt mũi thì các bạn sẽ mất lỡ đi cái thời gian tốt nhất để quan sát rồi. Chúng ta phải quan sát tổng thể, mà phần từ lớn tới nhỏ là để ý từ lớn tới nhỏ là toàn bộ chiều cao này ha, nhân vật đang hoạt động gì đó, rồi sau đó chia ra thành hai đoạn. Mà lớn nhất bây giờ không phải là phần đầu nữa, chính là phần thân, tứ chi. Phần thân đây nói trực tiếp với tứ chi, những cái đó quan trọng hơn, rồi phần đầu mình có thể gắn kết ở phía sau. Đấy là những lưu ý khi mà mình vẽ ký họa hay là vẽ sketch dáng người. Nếu mà muốn nâng cao cái khả năng quan sát với lại cái hình vẽ của mình đó, thì các bạn cứ việc lên những cái trang mạng rồi tìm những cái hình ảnh con người sinh hoạt vậy là thôi. Ví dụ người đi ở những cái sảnh này ha, cái sảnh thời trang
những cái khu trung tâm mua sắm, những cái công trình công cộng hay gì đó, những cái chốn công sở làm việc là thường liên quan tới mấy bạn diễn hoạt kiến trúc. Còn những cái nếp sinh hoạt khác thì mình có thể áp dụng trên trong phong cảnh, những cái hình thức lao động này kia. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Hẹn các bạn lần sau.